Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Liverpool và câu lạc bộ Real Betis. Đây là trận đấu giao hữu quốc tế của hai đội và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 6:30 sáng ngày 27 tháng 7 và theo đánh giá, câu lạc bộ Liverpool sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Real Betis với mức kèo là 0,25, mức kèo cũng có thể tăng 0,5 và hạ xuống còn là kèo đồng, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì hai đội mới chỉ có 2 lần gặp nhau và 2 lần gặp nhau đó Liverpool thắng 1 và hòa 1 trước Real Betis. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì Liverpool thắng 2, hòa 2 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Real Betis thì Betis cũng thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Real Betis được chấp 0,25 nhé. Vì sao? Mặc dù gặp lại Liverpool thì một lần nữa Real Betis bị đánh giá cửa dưới, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Real Betis cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì nếu như mà hai đội kết thúc trận này với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Real Betis được chấp, chúng ta cũng thắng được nửa kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Đây chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi, có thể là Liverpool họ sẽ không có được đội hình mạnh nhất để ra sân chạm trán với Real Betis, và thời gian vừa qua thì Real Betis vẫn đang có phong độ ổn định, thì biết đâu họ sẽ làm nên chuyện với một chiến thắng trước Liverpool thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Real Betis được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì không có nhiều bàn thắng được ghi. Giá lại là thời gian vừa qua cả Liverpool lẫn Real Betis đang có hiệu suất ghi bàn cũng còn hạn chế. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu có ít bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là 1-1 hoặc 1-0 hay là 2-0, nghiêng về cho Real Betis. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 3,5 nha. Nếu như trận này mà các bạn không tin tưởng vào Betis, ưu tiên chọn kèo xỉu không cũng được. Ở mức hiệp 1, mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 1,5. Vì đó hiệp 1 với mọi thứ nó cũng không thua kém gì Liverpool ở thời điểm hiện tại, thì có thể là Real Betis họ sẽ chơi với tư thế cửa dưới, biết mình biết ta, và cũng sẽ không để thua Liverpool ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Real Betis mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Betis nha và đá nhẹ cái xỉu 1,5. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Real Betis và xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.